美颜。 Thank you.
问题。外语。对，是外语。微信。你这不能发吗？可以发。运动的地方，边上的这个地方啊，这样的。你要去会。看病。Justin Moon ở bên động cơ. Ở sau bất đả. Quen cũng rõ sau bất đả nhưng rất nhiều này. Mình định bài gì của Trung Quốc nữa không? Gì mà? Quốc tế đấy. Phương với nhau phương nhìn. Phương còn nhìn đến. Ba thì ba mình ở đây đến cả. Chưa nói gì thì thôi. Thì thôi. Mẹ nói. Ngư
nhưng mà mình á mình tư nhưng mà ba tá là 40 38 kèm 38 chút 38 chị là 44 là như thế nào? Đấy, đáng lẽ là chắc là chị cũng bằng nhà đây thì chị em mình kết thúc cùng nhau đúng không? Chào mọi người, tôi chứng 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 là thank you for watching my video. Thank you.
của tội lỗi. Hôm qua bận đi về, xong rồi tối mang đi dọn về. Thì tối tối mở ở nhà quay được thì sẽ quay từ 1-2 tháng nữa. Thì thứ hai lên. Tối thì phải đủ về. Không mong muốn đi dọn về thì quá nhiều cái nào. Từ người đấy thì chỉ cần cho em. Là về thiết kế thì đi chỗ ông không nhìn thấy không thì thiết kế đi cái thứ chiều có mang về hai em quan tâm my channel and today I'm gonna show you how to make xong rồi chứ
buồn quá. Mình biết như thế này. Nhớ nhất rồi đấy. Bật đèn không nhìn thấy đâu. Sợ lắm. Ừ. Ừ.
Quay nguyên cả cái video này lên được ạ. Đi ra một cái tour chứ. Ai trong một cái video có thể không cho hình ảnh hộ trong tất cả các nghề thì có nghề kinh doanh, nghề sách, cái gì
kia khi đi đâu kia. Nói chung là nó phải rủi ro lớn thì nó phải được nhiều hơn. Cá mà ít tầm thắt thì sẽ bỏ ra nhiều. Bỏ ra nhiều thì mới thu về được nhiều. Chứ tôi đây không chịu bỏ. Đúng rồi. Thì là phải bỏ hết sức đi lại. Mình thật tắt hết tiếng của mình đi. Xong rồi em nhắn em một lần thôi. Có mưa để lấy lưới. Ôi. Để trong một cái video của nó chị Dung Dũ nhá. Có phút thứ 29, 50 các thứ. Hay là đang chắc là đang phải chưa ăn. Hay là người ta đã có nghe được đấy. Thế mình nói chuyện được. Nghe được. Nghe được gì à? Nghe gì à? Không thì gì đó thì đi, cứ qua lịch ra đến không thì đến mà không biết là gì đâu, bây giờ không có. Trong giờ này chắc phải đang đi chợ đi về. Nhưng giờ đến lúc không mình đi về thì ai mà đang ngủ thì mày nên nén lại đi. Đặt nhẹ. Thank you.
lý có option này, trả từ tần suất khi được chuẩn bị từ ít. Câu 2 là có dấu hiệu nhận biết đây rồi. Đúng rồi. This rain này á. This raining. Rồi câu 3 này. Đúng rồi. Mặt trời thì sưởi ấm, làm ấm không khí và cho chúng ta ánh sáng, thì đó sẽ là thiên nhiên rồi. Câu 4, con dấu hiệu nhận biết đây rồi. Look và là listen, và nó có dấu chấm than. Câu này mình sẽ chia là this run, running. Cái từ run này phải gấp đôi của âm cuối, bởi vì là từ đây này, một từ như thế này, nếu ở giữa, từ ở giữa nó là nguyên âm đứng trước phụ âm thì cái phụ âm đằng sau phải gấp đôi. Có năm cái, có năm cái nguyên âm này. À, đi, u. Lên something. Giáo viên thì hay chỉ tay lên trên bảng khi mà thầy ấy muốn giải thích một cái điều gì đó. Câu 7 nào. Bố mẹ bây xong rồi chứ. Mệt mỏi chứ. Morning là vào buổi sáng, đúng không? Thì đó là tập đầu tiên, ở đây có tất cả mong mình. Thì đó, phải thích diễn. Buổi sáng, tính cái màu này hợp lý nhỉ? On the corner of this street. Thì trong lộ ở góc đường, góc phố. Trước của con là where you going now à? Về cái hiện tại tiếp diễn, câu này chưa tiếp diễn là đúng rồi, nhưng mà vế đằng trước tiếp diễn của mình thì phải có thêm to be đúng không? Where are, chúng ta phải kéo where are you này, you ở giữa, are you going now? Bạn đang đi đâu vậy? Cái đoạn giữa này là you. Và trả lời là I am à. Vậy cái này cô nghe nhầm. Bởi vì người hỏi là đang đi đâu đúng không? Thì mình sẽ trả lời là đang đi đây, đang đi đến đằng chú xin. Câu hỏi như thế nào thì câu trả lời sẽ như thế. Câu hỏi thì hiện tại thì câu trả lời hiện tại. Hỏi thì có thứ, thì có thứ, tiếp diễn là tiếp diễn. Câu 10 là câu 10 có một cái chặng từ tần suất mới nhỉ? Regularly là thường xuyên. Đúng
không thường xuyên tập thể dục sáng. Câu 11 có dấu hiệu nha. Câu này có cái gì đây rồi? Thấy thì mình biết rồi này. For long time. Thì câu này sẽ chia là gì? Câu 12 của cô là she not come. Đây này, có trên màn hình nữa. À, đây này, con nhìn cái vế đằng sau này. For long time. Có for này. Có for thì là dấu hiệu của từ gì? For long time là trong khoảng thời gian dài này. Là dấu hiệu của từ gì nào? For với lại si nè, yes nè, là dấu hiệu, biết dấu hiệu của gì? Đúng rồi, for long time. Cái cụm này cũng hay được dùng lắm này. For long time là một khoảng thời gian dài. Nó là cái cụm để nói chung chung. Còn nếu không nên nói thời gian thôi, thì thể ví dụ for teachers hay là for gì gì đấy. Tại vì con này là teaching là còn có một từ quá khứ của nó là him, has có for là chia luôn là từ cái đoạn này, for là seen, seen là sau phải đọc được đề cơ. Rồi câu này cũng bị đọc hôm nay em đang đi nhỉ. Rồi tiếp câu này mình lại thấy có cái gì đây, dấu hiệu nhận biết luôn rồi. Đúng rồi, I have a boy. Đấy, for 3 years là trong khoảng thời gian 3 năm. Tôi đã làm việc ở đây được 3 năm rồi. Cái ID đằng sau cái chữ quốc này này mình sẽ đọc là tờ PTK đó. Ui, sao tôi có lấy không được. Mình sẽ đọc cái ID này là tờ. Để mà cô dạy lại cái phát âm cho nhé. Rồi câu này, câu 14 cũng gần tương tự với câu Maria A và Ít từ Sushi. Thế là một người anh ấy sẽ hoàn thành bài thơ của câu 17 thơ này trong 5 ngày in cộng với một khoảng thời gian. Để đến câu 2 này, lúc nó là động từ, tuy nhiên động từ này là cái động từ làm việc, làm sao nó cộng với tính từ chứ không phải cộng với trạng từ. So I will bring you something to eat. Ở trong cái này có hai cái cấu trúc, đó là bring somebody something, mang cái gì cho ai. Somebody mà cái gì khác mà anh nói đúng
rồi, nếu mà không học chăm thì sẽ không đỗ được. Thì quên đúng không? If he doesn't study hard, he won't pass the final exam. Mẹ đang ở nhà. Câu này nếu mà gửi chia thì hiện tại đơn thì tình nghĩa của nó không ai nắm. Vì nó không làm ngày nào không nào cũng làm cũng nào. Nên nó không thể làm cái lịch trình như thời gian biểu thì. Railway station. Đúng rồi. Câu này như là they are asking me about going to the railway station. Được tại thiết kế. Chúng tôi ở thời gian. Chọn đáp án đúng. According to the weather forecast, it will rain tomorrow. Trong câu này mình không chọn it's raining mặc dù có according to the weather forecast. Theo dự báo thời tiết thì nếu bình thường có cái dự báo gì đó hoặc là có kế hoạch trước thì nó sẽ là một cái điều mà sẽ chắc chắn sẽ xảy ra đúng không? Thì mình sẽ thường chia là tương lai gần là be predicting. Tuy nhiên là thời tiết là cái thứ mà mình không thể đoán trước được. Nên là câu này mình cứ chọn là be thôi. Cái động từ hot này này hot, tức là làm ai đó bị thương. Mình sẽ không chia nó thì hiện tại thì thích nghĩa đồng nghĩa với việc là sẽ không có dạng là isn't hurting. Không được không? Chỉ có là hurt thực hoặc là hurt hoặc là hurt bình thường thôi. Nó sẽ không có ở dạng hurting. Có một vài cái động từ nó sẽ không bao giờ có dạng hurting đâu. Cuối cô sẽ nốt lại rồi tôi gửi cho. Thì câu 3 này là trông có đi vào từ đó thôi. Thế là ít hơn thôi. Với lại câu này này, nó cũng xảy ra ở ngay tại cái thời điểm nói. Tức là không được gì sợ con chó này, nó sẽ không cắn đâu. Nhớ nó hot, sẽ không chia ở từ booking. Không phải là đang, đúng không? Được từ câu, thì câu 2 này. I can't meet you this afternoon. A friend of mine. Có chọn là gì? Không, cái câu này con vừa làm rồi, con vừa giải thích nào luôn thôi. Cái câu 2 vừa nay con lập nhập thì được. Đúng rồi, câu này phải chọn is coming bởi vì sao? Có kế hoạch rồi thì là mình mới nói với người ta là không thể gặp người ta vào tối nay được, rồi một người bạn khác sẽ đến. Còn nếu mà ví dụ không có cái câu lần trước này, không có cái câu I can't meet you thì là mình sẽ chọn will là đúng. Còn nếu cái có câu lần trước giải thích rồi thì lần sau mình chọn is coming. Câu lớn ạ.
luôn, mệt quá bắt xe về nhà, nó không có một cái kế hoạch gì cả. Quy đúng không? Quy đã xuống nhiều rồi, mà thì bàn bạc với nhau rồi, có cái bài rồi, nó quyết định cùng nhau quyết định là thế nào sẽ đi. Rồi, các bạn có một cái câu ba này thôi, mình cần lưu ý từ khoát này, mình sẽ không chia đoạn thông tin. Câu 2 ở bài 2 thì cái green có một cái cấu trúc là green somebody something, và green something somebody mang cái gì cho ai. Ra thì mình cần lưu ý thêm có mỗi cái trạng từ đó là already. Already ở trong thì phải hoàn thành. Rồi. Thế thì hôm nay mình học đến đây thôi nhá. Alo. Ừ. Nói chưa? Có, cô sẽ gửi Zalo cho nhá. Là mình sẽ đáp cho cô chọn cho cái gửi Zalo cho. Vẫn là hôm nay thì mình vẫn cứ học về cái chia đọc từ nhá. Về bài tập thì có chia đọc từ này, với lại chia đọc từ là nhiều, ngoài ra vẫn sẽ có thêm một vài câu về các mẫu câu mà con đã học thì mình ôn lại. Thì lát nữa cô gửi luôn cả mấy cái sáng này chữa này để gửi ra. Rồi, bye bye năm nay nha. Còn chưa kịp tập gửi ra đâu. Ăn gì nữa, không biết một danh sách để bỏ hết cả rồi. Kể chứ từ ngày hai đứa em mình lên chưa cho nó ăn gà một lần nào. Thằng kia nó về quê à? Thế còn gà quê. Còn đợt trước thì toàn ba chị em tự mua gà về làm thôi. Không năm rồi, cố lên. Chị ba năm rồi. Mấy phút nữa thôi. Thôi chúng ta sẽ làm một bản nhạc tự nhiên. Mất ngủ đêm là sao? Mất ngủ đêm á?
Bụng kho rồi. Mọi người lại mọi người đâu rồi? Có thiếu dụng cụ gì không? Không, mọi người đủ cả. Chúng em đã mua thêm đủ rồi ạ. Màu giấy keo cũng mua rồi. Ơ, bọn mình có mang nhẫn về không? Alo. Vừa mới dậy xong. Hôm qua nó xem đá bóng. Ừ. Chị hẹn là 9 giờ nhưng mà 9 giờ mình vào xong 10 giờ chị gọi điện lại thì bảo là hôm qua em nó xem đá bóng. Vừa dậy xong. 9 rưỡi. Nói chung là cũng ổn. Mình trong một cái đề thì gọi là đề thì cũng bình thường thôi. Nó nhận định là cái đề đấy nó ở mức trung bình. Đấy là cũng khá. Ok hết. Nói chung từ sáng giờ làm cái gì ok. Thì vừa nãy hỏi nó là nó yếu phần nào thì mẹ nó bảo là yếu cái phần chịu động từ thôi. Mẹ nó chắc cũng ok đấy, không nói gì. Hả? Chưa biết thì hôm nay cứ dạy thử đã, chắc có gì thì chắc chiều chị gọi rồi, chị đi làm nói chuyện rồi. Ừ. Ừ. Nay vẫn đi làm à? Ôi trời, chưa làm gì nữa, bỏ việc đi. Bao nhiêu? 12.000 á? Ừ, đi tháng trước về quê đấy. Thôi, tháng này đi quay lại. I hope you enjoy my video and don't forget to follow and subscribe to me. I hope you enjoy making sad origami. Đây. Đã ở đâu ra ngoài đường à?